Ping pong. Chumba la 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 la. Subscribe. Chào các bạn, mình đang hóa trang thành cá mập sát sống cho lễ Halloween nè. Các bạn thấy mình sao nè? Bây giờ cùng nhau đi gặp bạn bè của mình nha. Ồ, chào cá mập con, đúng giờ quá ta. Bạn có thể trông chừng em bé giúp mình một chút được không? Mình đang có việc phải đi gấp sang thị trấn bên cạnh nè. Chào xe buýt cá mập, mình biết rồi, được chứ. Đi đường cẩn thận nha. Xin chào bé cưng. Em nhỏ hơn chị nữa đó. Rất vui được gặp em. Ôi, đừng khóc chứ. Ồ, mình phải làm gì đây? À ha, mình sẽ hát bài hát ú à. Này bạn ca mập con ơi, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Mình đây nè. Ú à. Wow, em bé nín khóc rồi nè. Bé cưng ơi, chúng mình cùng đi dạo nha. Ta là ma cà rồng đáng sợ nhất thế giới đây. Ôi, em bé chắc đang sợ lắm. Mình phải làm gì đây? À, biết rồi. Ma cà rồng ơi, bạn có thể hát bài hát ú à cho em bé nghe được không? Này bạn ma cà rồng ơi, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Ta đây nè. Ú à. Bé cưng à, chắc bé đói rồi hả? Để ta pha sữa cho bé nha. Để ta pha sữa cho bé uống nha. Em bé chắc là đói lắm. Cảm ơn ma cà rồng nha. Cùng đi chơi chỗ khác nào. Ta thích một lễ Halloween thật rùng rợn và đáng sợ. Ôi, đừng khóc, bé cưng à. Phù thủy ơi, bạn có thể hát bài hát ú à cho em bé nghe không? Này phù thủy, cười khúc khích, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Tôi đây nè. Ú à. Phèo nặng mùi đó nha. Ta nghĩ bé cần được thay tã đó bé cưng à. Ta bỏ tã dơ vào thùng rác nè, rồi gấp tã mới lại và mặc vào cho em bé nè. Cảm ơn phù thủy nha. Giờ tụi mình đi chơi tiếp nè. Đi thôi bé cưng à. Bọn ta là gia đình cá mập sát sống đây. Các người thấy sao? Sợ chưa? Hả? Là một em bé. Ồ, xe buýt cá mập nhờ con trông chừng bé cưng này một tí đó. Ồ, đừng khóc bé cưng à. Cả nhà ta sẽ hát bài hát ú à cho con nghe nhé. Này bạn cá mập sát sống, bạn ở đâu? Ú à. Ú à.
xin chào. Cảm ơn mọi người đã trông chừng em bé rất tốt nha. Giờ chúng tôi về nhà đây. Tạm biệt, lần sau ghé chơi nha. Hôm nay là lễ Halloween. Pink Fong sẽ tham gia bữa tiệc Halloween cùng gia đình cá mập. Pink Fong lặn xuống biển nè. Nhưng không thấy gia đình cá mập đâu cả. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Cá mập con, bạn đâu rồi? Người đang tìm gia đình cá mập đúng không? Nhưng rất tiếc, ta đã dùng phép thuật nhốt gia đình cá mập vào lâu đài ma quái rồi. Đi mà tìm họ. Nếu tìm được, ta sẽ thả họ ra và cho ngươi kho báu. Còn nếu không, ta sẽ nhốt cả ngươi luôn. Giúp với Pin Phong ơi, các bạn ơi. Sợ quá. Ôi không, đáng sợ quá. Các bạn hãy cùng nhau giúp Pin Phong đi tìm gia đình cá mập nha. Tìm cá mập ba nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi ba cá mập là đuôi màu xanh. Phải ở đây không ta? Chào Pink Fong. Chào các bạn. Các người không sợ ma cà rồng sao? Nếu người chạm vào ta lần nữa, người sẽ gặp rắc rối đó. Ôi không, là ma cà rồng. Các bạn, cùng nhau tìm lại nào. Cá mập ba ơi, ra đây nào. Tôi không phải cá mập ba. Là một chú hề. Phải ở đây không ta? Chính xác là tôi, cá mập ba đây. Cảm ơn vì đã tìm tôi nha. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập ba. Cùng tìm tiếp cá mập mẹ nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Xem cá mập mẹ đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Nhìn kìa, mình thấy chiếc đuôi màu hồng. Chắc là cá mập mẹ đấy. Big Double, bị ta lừa rồi. Ôi, là một chú dơi. Cùng nhau tìm lại nào. Có cái đuôi màu hồng kìa. Đuôi còn lại cũng màu hồng nhưng có sọc vàng. Đâu mới là cá mập mẹ? Đây ư? Cùng gọi cá mập mẹ ra nào. Cá mập mẹ ơi. Bị nhốt ở đây thật là khó chịu. Cảm ơn đã tìm thấy tôi. Đào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập bé nha. Đuôi của ai đây? À ha, là viên kẹo. Ồ, là kẹo của ta. Ôi, một bộ xương. Chạy nhanh nào. Cùng tìm tiếp cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Xem cá mập bà đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Thấy cá mập bà rồi. Tốt lắm, ta đang chán đây.
cùng chơi đùa một chút nào. À, Ping Pong lại biến thành bộ xương mất rồi. Ping Pong, bạn có sao không? Mau đi tìm cá mập bà để nhờ giúp đỡ nào. Đuôi màu cam của cá mập bà là... Đây! Tìm được ta rồi, giỏi lắm. Đừng lo Ping Pong, bà sẽ giúp cháu trở lại bình thường. Wow, trở lại bình thường rồi. Cảm ơn cá mập bà. Cảm ơn cháu nhiều. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập bà nha. Nào cùng nhau tìm cá mập ong nhé. Này bạn ơi hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và màu xanh lá cây đó chính là đuôi của cá mập ong. À, có gì động đậy bên trên kìa. Là ai đây? À, kẹo hay bị kẹo? Các người muốn ăn kẹo không? Wow, kẹo! Cảm ơn ngài cướp biển. Cá mập ong ở đâu nhỉ? Mình thấy cái đuôi xanh lá kìa. Phải đuôi cá mập ong không nhỉ? Tôi là quái vật. Ping Pong, có một xác sống phía sau bạn kìa. Hả? Xác sống? Ở đâu? À, sợ quá. Tìm cá mập ong nhanh nào. Cá mập ong ở... đây. Hiu. Các cháu, chắc là sợ lắm khi đến đây phải không? Cảm ơn rất nhiều. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập ong. Woo. Nào, còn ai chúng ta chưa tìm ra nhỉ? Các bạn ơi, tìm mình nhanh lên, mình sợ quá. Tìm cá mập con nhanh nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và nhớ chiếc đuôi của bé con là đuôi màu vàng nha. Các bạn, có nhìn thấy không? Có đến hai cá mập con. Có chuyện gì vậy? Nhìn này, ai mới là cá mập con thật? Mình là cá mập con thật nè. Không, mình mới là cá mập con thật. Các bạn, ai mới là cá mập con thật vậy? Phải rồi, ta có thể nhìn cái đuôi. Đuôi của cá mập con màu vàng. À ha, tìm thấy cá mập con rồi. Các bạn thật là giỏi. Tí nữa là lừa được các bạn rồi. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập con. Wow, cá mập bà, cá mập ông, cá mập con, cá mập mẹ, cá mập ba. Tìm thấy gia đình cá mập rồi. Yeah! Giỏi lắm các bạn. Ho ho, Ping Pong, các bạn, tất cả tuyệt lắm. Như ta đã hứa, ta sẽ thả gia đình cá mập ra. Nào, thưởng thức tiệc Halloween đi nào. Woohoo, thật tuyệt vời. Các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên
quên nhấn đăng ký. Subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.